209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha mấy anh chị. Trước mấy anh chị lưu ý giùm em là bên em chỉ có một số tài khoản duy nhất thôi nha. Số tài khoản là 25391629 ngân hàng ACB. Chủ tài khoản tên là Trần Thị Minh Châu nha mấy tình yêu nha. Trước khi mình chuyển khoản bên em là mình nhớ ép qua Zalo và điện thoại video để xác nhận tiền với lại cô chủ rồi mình hãy chuyển khoản ha. Để tránh những cái trường hợp mình bị lừa đảo nha mấy anh chị nha. Rồi, hôm nay là em về quá trời hàng luôn, dây nam nè, dây nam, bông tai, dòng lò xo. Đặc biệt hôm nay là em có về dòng lò xo em bé luôn nha. Đó, rồi, bây giờ em sẽ quay sơ lược sản phẩm qua cho mấy anh chị xem ha. Rồi, tiếp tục là em sẽ đưa lên từng sản phẩm để cho mấy anh chị xem cho nó rõ hơn nha. Rồi, để em tí xíu nha mấy anh chị nha. Tiếp tục là em sẽ lên đầu tiên là siêu phẩm bên em, hai dòng lò xo em bé. Hôm nay em về cực kỳ nhiều luôn, 7 dòng này, 9 dòng, 14 dòng, em về quá trời luôn nè mấy anh chị. Nguyên một lô luôn, đó, đầy đủ trọng lượng cho mấy tình yêu của em luôn nha. Đó, sáng lấp lánh ha. Nhanh chân ghé đến tiệm vàng Kim Thành Thảo để tậu cho mình những sản phẩm vừa đẹp, vừa độc, vừa lạ luôn nha mấy anh chị nha. Quá xinh luôn, đó, cực kỳ đẹp luôn nha mấy tình yêu đó. Mẫu này thì nó tầm khoảng là 4 chỉ rưỡi cho đến là 8 chỉ ha, từ 4 chỉ rưỡi cho đến 8 chỉ nha mấy tình yêu nha. Nhanh tay chụp màn hình lại dùm cho em gái một cái ha. Quá đẹp luôn. Dòng xi men em bé hôm nay em vừa cập bến luôn nha mấy tình yêu. Vừa cập bến là em khui hàng liền cho mấy anh chị luôn ha. Rồi tiếp tục em có về dòng người lớn ha. Dòng xi men lò xo của người lớn luôn. Em có về quá trời luôn nè mấy tình yêu. Đây, quá trời luôn. Đây. Ôi trời. Cái này mấy anh chị xí ảo thật cũng được nè. Đó, đeo mà trắng trắng ở nhà ngồi chơi như vậy cũng vui nè mấy anh chị nè. Đó, làm ảo thật da được luôn nha mấy tình yêu nha. Đó, rồi em về đầy đủ ni tay luôn nha mấy tình yêu nha. Đó, đầy đủ ni, đầy đủ bản, bao nhiêu cũng có hết. 38 dòng, 14 dòng em đều có luôn nha, 9 dòng. Đó, quá trời luôn mấy anh chị ơi, quá trời luôn nha. Rất là nhiều luôn mà bây giờ mình em cầm không hết được. Rồi, em có về làm nhẫn nam, siêu phẩm nhẫn nam luôn cho mấy anh chị nha. Dây nữa, rồi để em lên dây trước cho mấy anh chị. Trước tiên là em về dây công Hàn Quốc, lọng ống rồng nha. Em có lọng ống rồng, lọng kim tiền luôn nha mấy tình yêu nha. Quá đẹp luôn mấy anh chị. Dây này thì nó tầm 1,5 lượng cho đến là 2, tầm khoảng là 1 lượng cho đến 2 lượng nha mấy anh chị nha. Tầm 1 lượng cho đến 2 lượng. Rồi tình yêu nào mà cứ thích với mẫu dây này á, nhanh tay chụp màn hình lại dùm cho em gái nha. Đó, quá đẹp luôn mấy anh chị ơi, trời ơi, đẹp nhức nhối con tim luôn mấy tình yêu. Rất là xinh luôn. Đó, mẫu chạm rồng nha mấy anh chị nha, dạng chạm rồng móc máy cực kỳ sáng luôn. Hàng này là hàng móc máy bào nha mấy anh chị nha, đeo sáng rực rỡ, khóa dạng này là dạng khóa hộp luôn nha. Vừa móc máy vừa lọng rồng kim tiền. Quá xinh luôn. Nhanh tay chụp màn hình lại giùm em ha. Rồi, tiếp tục. Em có về một lô dây nè mấy anh chị. Đây, rất là nhiều mẫu mã luôn. Bây giờ em lên sơ lược cho mấy anh chị coi tí nha. Đó, quá trời luôn mấy tình yêu ơi. Mẫu này em đang cầm trên tay tầm khoảng là 1 chỉ mấy cho đến là 3 chỉ nha. 1 chỉ mấy cho đến 3 chỉ một dây nha mấy anh chị nha. Quá đẹp luôn. Đó. Cực kỳ xinh chưa? Vừa hàng này dạng dây này là dạng dây bọng nha mấy anh chị. Dạng dây bọng nha. Đó, vừa móc máy. Vừa móc máy dạng này nó có dạng dây chỉ công chạm rồng nữa nha mấy anh chị nha. Chị Thảo kêu. Dây chỉ công chạm rồng nè, quá đẹp luôn mấy tình yêu ơi. Rồi, tình yêu nào thích mấy mẫu dây này thì nhanh tay chụp ở màn hình lại giùm em ha. Mẫu này nặng từ là tầm khoảng là 1 chỉ cho đến 5 chỉ nha mấy chị. Chỉ rưỡi cho đến 5 chỉ ha. Tiếp tục. Đây, dây là em về bao la luôn nha mấy tình yêu nha. Đây, siêu khủng luôn mấy anh chị, siêu khủng luôn nha mấy anh chị yêu nha. Đó, quá trời dây luôn mấy anh chị, về hàng về ngập tràn trên hình hảo luôn. Đó, trời ơi. Đây, quá trời chưa mấy tình yêu chưa, quá trời luôn.
đó, cực kỳ đẹp luôn. Để em lên từng sản phẩm cho mấy anh chị coi nha. Nhớ con tim luôn mấy tình yêu. Đó, dạng dây này á là dạng dây hàng bọng luôn nha mấy anh chị. Chỉ công khúc nè, chỉ công lòng ống rồng nè, dây họa tiễn nè, dây giả đúc nè, nhiều lắm luôn mấy tình yêu ơi. Nhanh chân ghé đến tiệm vàng Thiên Hình Thảo đi để tậu cho mình và người thân những cái sản phẩm vừa mới vừa đẹp vừa độc lạ luôn nha mấy tình yêu nha. Đó, quá đẹp luôn, quá tuyệt vời luôn mấy anh chị. Nhanh chân ghé đến ha. Còn tình yêu nào ở xa á thì mình mua hàng qua online giùm em ha. Có gì mình nhắn tin, mình chụp màn hình nhắn tin qua bên trang fanpage tiệm vàng Kim Thảo Tân Hương, sẽ có mấy bạn là tư vấn cho mình về cái vấn đề độ dài hay là ni tay, rồi làm có mấy bạn sẽ tư vấn cho mấy anh chị hết nha. Rồi, dây tiếp tục em lên một mẫu dây tầm khoảng một lượng cho mấy tình yêu nha. Đó, xuất sắc chưa mấy anh chị, xuất sắc luôn, đẹp nhức nhối con tim luôn mấy tình yêu ơi. Rồi, mẫu dây em đang cầm là tầm khoảng là một lượng cho đến là một lượng chín hai lượng nha. Đó, quá đẹp, quá tuyệt vời luôn mấy anh chị. Rồi, nhanh tay chụp màn hình lại giùm em gái nha. Em làm nhanh do bởi vì là thời gian có hạn nha mấy tình yêu nha. Đây, em có dây khoan lạc thẻ. Em có dây khoan lạc thẻ luôn nha, khoan lạc giả đúc luôn, rất là sáng luôn nha mấy anh chị nha. Mẫu này là nặng tầm khoảng là một lượng cho đến là hai lượng nha, tầm một lượng cho đến hai lượng đó, quá xinh chưa, trời ơi, nó sáng lấp lánh long lanh luôn mấy anh chị, vừa móc máy nè, vừa móc máy cực kỳ đẹp luôn. Dạng da đúc này là bên hông của nó là nó có giác kim tiền nữa nha mấy anh chị, đeo là tiền vô nườm nượp luôn nha. Rồi, tiếp tục em còn đây một siêu phẩm dây chỉ công lộng rồng nha mấy anh chị, quá xuất sắc luôn mấy tình yêu ơi. Mẫu này em đang cầm trên tay là nặng là tầm khoảng là bốn lượng mốt nha mấy anh chị nha, quá đẹp luôn đó. Móc ống này là dạng ống rồng nha, ống rồng nổi nha mấy anh chị, cực kỳ sắc nét luôn, quá đẹp luôn mấy tình yêu ơi. Nhanh tay chụp màn hình lại giùm em gái một cái ha. Hàng khóa này là hàng khóa hộp nha mấy anh chị nha, rất là chắc chắn luôn đó. Rồi, tiếp tục em có một dây nhỏ nhỏ xinh xinh cho mấy tình yêu nè, là dây này là nó tầm khoảng là một chỉ cho đến là hai chỉ nha, một chỉ cho đến hai chỉ, quá trời dây luôn mấy anh chị, dây viền ngập tràn luôn đó, trời ơi, dây quá trời dây luôn mấy tình yêu ơi, quá xinh luôn, quá tuyệt vời luôn. Dạng chỉ công bọng, dạng chỉ công lộng rồng đó, quá trời mẫu luôn. Nhanh chân ghé đến tiệm vàng Kim Hình Thảo ha. Địa chỉ bên tiệm em là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha mấy anh chị nha. Mấy anh chị lưu ý giùm em á là bên em chỉ có một số tài khoản duy nhất thôi nha. Số tài khoản là 25391629 ngân hàng ACB. Chủ tài khoản tên là Trần Thị Minh Châu nha mấy tình yêu. Trước khi mình chuyển khoản qua anh em á là mình nhớ là gọi điện thoại video để xác nhận tiền với lại cô chủ rồi mình hãy chuyển khoản, để tránh những cái trường hợp mình bị lừa đảo nha mấy tình yêu nha. Rồi, tiếp tục em sẽ lên mẫu bông xinh xinh cho mấy anh chị trước nha. Là mẫu bông cho mấy anh chị nha, rồi một hồi nữa em qua nhẫn nam cho mấy anh trai nha. Hôm nay em về được bông con ong chăm chỉ rồi nha mấy anh chị nha. Con ong chăm chỉ em về được 3 đơn thôi, với em không có nhiều nha mấy anh chị. Cho nên là mấy tình yêu nào thích mẫu này nhanh tay chụp cái màn hình lại giùm em gái một cái nha. Con ong chăm chỉ, con ong chăm chỉ nha mấy tình yêu nha, quá xinh luôn. Đó, quá đẹp luôn nha mấy tình yêu. Nhanh tay chụp màn hình lại giùm em gái nha. Chụp màn hình rồi gửi qua bên trang fanpage tiệm vàng Kim Thảo Tân Hương, sẽ có mấy bạn tư vấn liền tay cho mấy anh chị. Mẫu này là nặng tầm khoảng là một chỉ rưỡi nha mấy tình yêu nha. Rồi, tiếp tục em sẽ lên một siêu phẩm tiếp theo đây. Bông con ong chăm chỉ nè mấy anh chị, xinh chưa, quá trời đẹp luôn. Đây, đưa em dí lại một lần nữa cho mấy anh chị coi nè. Đó, quá xinh luôn, hàng này là hàng đứt đẩy luôn nha mấy tình yêu nha. Hàng đứt đẩy ha, đó, quá trời tuyệt vời luôn mấy anh chị. Tầm khoảng 1.4, 1.5 một đôi thôi à, nhanh tay nha, em có 3 đơn thôi. Nhanh tay chụp màn hình lại, với ít bữa nữa ra hỏi sữa ơi, sữa hỏi cái đôi bông con ong chăm chỉ còn không là không có hàng mà lấy luôn nha mấy anh chị. Em dành dụm mấy tháng nay luôn á. Rồi, tiếp tục một sản phẩm tiếp theo, làm mưa làm gió tại tiệm vàng Kim Hình Thảo luôn nha mấy tình yêu nha. Rồi, dạng bông đời tôi nha, đời tôi nha mấy anh chị nha. Đây, quá xuất sắc chưa mấy tình yêu ơi, quá xuất sắc chưa, đó, quá đẹp luôn. Hàng này si hai màu nha, đeo rất là modern luôn nha mấy anh chị. Đó, quá đẹp luôn, nhìn rất là modern, rất là trẻ trung. Mẫu em đang cầm trên tay nặng là tầm khoảng 9 phân. Tình yêu nào thích mẫu nào nhanh tay chụp màn hình lại giùm em, rồi gửi qua bên trong fanpage tiệm vàng Kim Thảo Tân Hương, sẽ có nhân viên tư vấn lại cho mấy anh chị nha. Rồi, em sẽ làm nhanh để em qua mấy mẫu khác nữa nha mấy anh chị. Em rất là nhiều mẫu luôn, hôm nay về cực kỳ nhiều luôn mấy anh chị yêu ơi. Đây, dạng bông nữ hoàng nha.
dặn bông nữ hoàng quá xinh luôn mấy tình yêu ơi. Đó, hàng này nó làm theo công nghệ của Italy nha mấy anh chị. Làm theo công nghệ Italy quá đẹp luôn. Mẫu này nặng là tầm khoảng là 1 chỉ, 1 chỉ mốt một đôi. Hàng đích đẩy luôn nha mấy tình yêu nha. Rồi, tiếp tục. Em có một đôi bông tai toàn ten hình trái tim, vừa tắm vừa baguette luôn nha mấy tình yêu nha. Vừa tắm vừa baguette luôn, rất là sáng luôn. Đây, quá đẹp, quá xuất sắc chưa mấy anh chị chưa? Đó, mẫu cực kỳ xinh luôn nha mấy tình yêu nha. Rồi, mẫu em đang cầm trên tay nặng là tầm khoảng là 7-8 phân một đôi nha mấy tình yêu nha. Vừa tắm vừa baguette đeo cực kỳ sáng luôn cho mấy anh chị luôn nha. Rồi, em có một đôi bông thương hiệu Đỗ Hiền Trà Nồi nha mấy anh chị. Đỗ Hiền dạng Trà Nồi nha, quá xinh, quá tuyệt vời luôn mấy tình yêu. Đây. Bị chói quá trời chói. Đây, một dạng bông Trà Nồi Đỗ Huyền nha mấy tình yêu, quá xinh chưa? Quá cưng luôn mấy anh chị. Cái này là đi đám đi tiệc là hết sảy 037 luôn nha mấy tình yêu nha. Mẫu này nặng là không tầm khoảng là 1 chỉ 07, 1 chỉ mốt nha mấy tình yêu. Đó, quá đẹp luôn, dạng Trà Nồi móc máy nha. Vừa móc máy, vừa tắm, vừa Đỗ Huyền nữa. Giờ nó sáng rực rỡ luôn cho mấy anh chị nha. Rồi, tiếp tục. Em có một dạng bông. Đây, đây. Mẫu này ngộ nghĩnh lắm nè mấy anh chị, nó lạ lắm. Cũng là bông nhưng mà nó lạ mấy chị ơi. Rồi, đây, dạng bông đứt đẩy ha. Hàng này là hàng bông đứt đẩy Đỗ Huyền luôn nha mấy anh chị nha. Đó, dạng Đỗ Huyền nha. Cái chui bông này mấy anh chị, nó làm giống từ tựa dạng bông khoen á mấy tình yêu. Đó, đằng trước nè, quá xinh chưa? Trời, đẹp nhức nhối con tim luôn mấy anh chị, đẹp nhức nhối luôn ha. Mẫu em đang cầm trên tay nặng là tầm khoảng là 1 chỉ rưỡi một đôi nha. Rồi, tình yêu nào thích mẫu này nhanh tay cứ chụp màn hình lại dùm cho em gái nha mấy anh chị nha. Chụp hình gửi qua bên trang fanpage là mình có đơn liền. Gửi qua bên trang fanpage mấy bạn sẽ chốt đơn liền tay cho mấy anh chị yêu của em nha. Rồi, tiếp tục. Em lại về một hàng bông VIP đây nữa nè. Đợt trước là em có về mấy đôi rồi, đợt đây em về thêm nha mấy anh chị nha. Em về thêm, cháy hàng rồi em về thêm nữa nha. Đó, mẫu em đang cầm trên tay nặng là tầm khoảng là 1 chỉ 8 cho đến 2 chỉ nha. Quá xinh luôn mấy anh chị ơi, trời ơi, đeo đi đám đi tiệc là đẹp nhất nhối con tim liền luôn nha. Rồi, tiếp tục nha mấy anh chị. Đây, em có một mẫu bông đứt đẩy nha. Đó, dạng bông kiểu nha mấy anh chị yêu nha. Dạng bông kiểu ha, hàng đứt đẩy. Đó, mấy dạng bông này đeo là bao đẹp, bao sang liền cho mấy tình yêu nha. Mẫu em đang cầm trên tay nặng là tầm khoảng là 1 chỉ mốt đổ lại nha mấy anh chị. 1 chỉ mốt đổ lại một đôi, quá xinh luôn mấy anh chị. Nhanh tay cứ chụp màn hình lại cho em gái nha. Rồi, tiếp tục em có một đôi bông nè. Cái đôi bông này giống cái đôi bông của em đang đeo á mấy anh chị. Giống cái đôi bông em đang đeo luôn, quá xinh luôn mấy anh chị. Em thấy đồ mới em đeo luôn. Đó, quá đẹp chưa? Trời ơi, đi đám đi tiệc là bao đẹp, bao sang liền cho mấy tình yêu liền nè. Đó, cái mẫu bông nè. Quá xinh luôn. Cái này là nó có thể động được nha, mình đeo nó không có bị đơ nha mấy anh chị nha. Nó không có bị đơ, quá xinh luôn. Mẫu này nặng tầm khoảng là 1 chỉ 2, 1 chỉ 3 một đôi thôi, quá đẹp luôn mấy tình yêu ơi. Rồi, tiếp tục hả? Em còn nhiều lắm rồi, bây giờ em lên không xỉa được. Đó. Rồi, tình yêu nào thích mẫu nào cứ chụp màn hình lại đi rồi gửi qua xem mấy bạn sẽ tư vấn cho mấy anh chị nha. Mẫu này em đang cầm trên tay nặng là 1 chỉ 08 nha mấy anh chị nha. Chỉ 08. Rồi, tiếp tục là đôi bông đời tôi nha. Đôi bông đời tôi nha mấy anh chị nha. Đó, quá xinh luôn mấy tình yêu ơi, quá xinh luôn. Đẹp sáng, rất là sáng luôn, vừa tắm vừa máy sáng rực luôn mấy anh chị. Mẫu này là nặng tầm khoảng là 7 phân 8 phân nha mấy anh chị nha. Đó. Rồi, tiếp tục em sẽ qua nhẫn nam cho mấy anh trai của em nha. Đây, nhẫn nam là em về là cực kỳ nhiều luôn nha mấy anh chị. Em về cực kỳ nhiều luôn. Trời ơi. Đây. Trời, nó sáng lấp lánh, long lanh, lóng lánh luôn mấy anh chị ơi. Nó quá trời sáng luôn nha mấy tình yêu nha. Đó, mẫu em đang đeo trên tay nặng là tầm khoảng là 2 chỉ mấy cho đến là 3 chỉ một nhẫn thôi nha. 2 chỉ mấy, 3 chỉ một nhẫn. Quá đẹp luôn mấy anh chị. Đó, ở trong là nó có giác lồng nha mấy anh chị nha. Giác lồng lưới ở trong nha. Mình đeo mình không có sợ bị nước ăn tay nha. Nước nó vô phát là nó chạy ra liền hết luôn. Là nó không có bị ứ lại ở trong. Cho nên là mình đeo mình cứ yên tâm luôn cho em nha. Quá xinh luôn mấy anh chị. Rồi, tiếp tục ha.
Đây, trời ơi, lên nhẵn cái là đẹp mê ly liền, đẹp ngắt ngay luôn. Sáng lấp lánh luôn, hột này là dạng hột giòn nhân tạo nha mấy anh chị nha. Dạng hột giòn nhân tạo rất là sáng luôn. Mẫu em đang cầm trên tay nặng là tầm khoảng là 1 chỉ mấy cho đến là 2 chỉ, 2 chỉ rưỡi nha mấy anh chị nha. Một nhẵn, quá đẹp luôn mấy anh chị, trời ơi, nó đẹp nhức nhối con tim mấy tình yêu ơi. Nhanh tay cứ chụp màn hình lại cho em gái ha, rồi gửi qua bên trang fanpage tiệm vàng Kim Thảo Tân Hương, sẽ có nhân viên tư vấn liền tay cho mấy tình yêu nha. Rồi tiếp tục ha, hột trắng hôm nay là em về bao nhiêu luôn cho mấy tình yêu luôn. Mấy anh chị cứ đợi em xíu nha, rồi sẽ tiếp tục coi nữa. Nhiều sản phẩm lắm mấy tình yêu ơi, nên là mấy chị đợi tí xíu để em lên mẫu lần lượt cho mấy anh chị ha. Đây, trời ơi, quá trời xinh luôn mấy anh chị, quá trời xinh, quá trời sáng luôn mấy tình yêu ơi. Đó, dạng hột sòn nhân tạo, mình đeo nó không có cái bị đen, bị mờ nha. Đeo rất là sáng luôn nha, cho mấy tình yêu luôn nha. Mẫu em đang cầm trên tay là nặng 1 chỉ 8 cho đến là 2 chỉ rưỡi một nhẫn. Quá đẹp, quá tuyệt vời luôn mấy tình yêu. Nhanh tay chụp màn hình lại cho em nha mấy anh chị nha. Rồi tiếp tục em sẽ lên một lô mặt cho mấy anh chị. Cái mặt yêu sai lầm nha mấy anh chị nha. Yêu sai lầm em về được mấy đơn thôi, được 4-5 đơn gì đó. Mặt yêu sai lầm đây, quá xinh chưa mấy anh chị chưa, vừa tắm vừa móc máy nữa là sáng rực rỡ luôn cho mấy tình yêu. Mẫu này em đang cầm trên tay nặng tầm khoảng là 1 chỉ đổ lại nha, 1 chỉ một cái mặt thôi nha mấy anh chị nha. Quá đẹp luôn, trời nó sáng ngắt ngay luôn mấy anh chị, sáng rất là sáng luôn. Rồi tiếp tục em sẽ lên một mẫu mặt chữ H cho mấy tình yêu ha. Mẫu mặt chữ H em có đầy đủ luôn nha mấy anh chị, chữ H và nồi, quá trời luôn. Đây, một mẫu em về được 4-5 đơn gì thôi chứ không có nhiều nha mấy anh chị nha. Đó, quá đẹp chưa, trời ơi, chữ H này mấy anh chị móc máy sáng rực rỡ luôn cho mấy tình yêu luôn nha. Đó, mẫu chữ H em đang cầm trên tay nặng là tầm khoảng là 7 phân nha. Tiếp tục là mặt trà nồi nè, em về được 2 kiểu nha. Mặt trà nồi kim cương với lại mặt trà nồi lọng lá móc máy nha mấy anh chị. Mẫu em đang cầm trên tay là nặng tầm khoảng là 5 phân mấy, gần 6 phân một mặt. 5 phân mấy, 6 phân một mặt. Quá đẹp luôn. Trà nồi nha mấy tình yêu nha, quá xinh, quá tuyệt vời luôn mấy anh chị. Đó, nhanh tay chụp màn hình lại dùm cho em gái nha mấy anh chị nha. Nhanh tay chụp màn hình lại em gái một cái nha. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục em có một cái mặt thương hiệu nha. Một cái mặt thương hiệu. Đó, xinh chưa mấy anh chị, xinh chưa? Trời nó sáng ngắt ngay luôn mấy anh chị, rất là sáng luôn nha mấy tình yêu nha. Đó, mẫu em đang cầm trên tay nặng là tầm khoảng là 1 chỉ mốt một mặt thôi nha mấy anh chị. Đó, nhanh tay comment lên. Mẫu này là em về được 2 đơn thôi nha. Một mẫu thì em về được 2 đơn thôi. Rồi, tiếp tục em có một cái mặt thánh giá này mấy anh chị. Trời ơi, nó đẹp ngắt ngay luôn mấy tình yêu, đẹp ngắt ngay luôn nha. Đó, dạng thánh giá nha, ở ngoài là chạy viền chỉ nha, ở trong là hột vừa tắm vừa hột trắng á. Hột này là dạng hột sòn nhân tạo, mình đeo rất là sáng luôn cho mấy tình yêu luôn nha. Quá đẹp luôn mấy anh chị ơi. Rồi, mẫu mặt thánh giá là nặng tầm khoảng là 1.3, 1.4. Tiếp tục em có mặt trà nồi mặt lớn nha mấy anh chị. Mặt trà nồi dạng mặt lớn nha. Mặt muốn lớn có, muốn nhỏ là cũng có luôn. Mấy anh chị là muốn gì là được đó. Là phục vụ tận tình luôn cho mấy anh chị yêu của em luôn nha. Đây, mặt trà nồi nha mấy anh chị nha. Trà nồi, ở trong này nó chạy chữ trà nồi luôn nha. Mẫu em đang cầm trên tay là nặng 1.4 nha. Nặng 1.4, 8 phân mấy cho đến 1.4 nha mấy tình yêu nha. Nhanh tay chụp màn hình lại dùm cho em gái nha mấy anh chị. Quá đẹp luôn mấy anh chị yêu ơi. Rồi, tiếp theo em có mặt thánh giá trơn. Quá đẹp chưa, trời nó sáng lấp lánh, lấp lánh luôn mấy chị. Mẫu này em đang cầm trên tay nặng là 4.7 nha. Đó, em về được 2 đơn. Em về được 2 đơn thôi. Đó, bao đẹp luôn. Rồi, tiếp tục em sẽ qua một cái mặt thánh giá đổ huyền nha mấy anh chị. Lộng chúa trong luôn nha. Dạng thánh giá đổ huyền lộng chúa luôn. Đẹp không mấy tình yêu ơi? Đẹp không? Trời nó sáng lấp lánh long lanh luôn mấy anh chị, sáng quá trời sáng luôn mấy tình yêu ơi. Đó, mẫu em đang cầm trên tay là nặng là tầm khoảng là 1.8, 1.9 một mặt nha mấy anh chị nha. Dạng khoen này nó có móc máy hoa văn luôn nha mấy anh chị, rất là đẹp luôn. Rồi, em có một mặt tượng chúa luôn nha mấy anh chị. Đức mẹ, mặt đức mẹ. Đây,
Trời ơi, sáng quá sáng luôn mấy anh chị ơi, quá đẹp luôn mấy tình yêu đó. Mẫu em đang cầm trên tay ha, là nặng là tầm khoảng là 1,5 kg nha, 1,5 kg một mặt. Rồi tiếp tục em sẽ lên tiếp tục nhẫn nam hột trắng cho mấy tình yêu, em về được hai luôn nhẫn nam á. Trời ơi, quá trời xinh luôn mấy tình yêu ơi, trời nó đẹp lắm, nó đẹp, nó quá trời đẹp luôn. Hàng này á, cái đai của nó là đai móc đai lưới luôn nha mấy anh chị nha, đai lưới mình đeo rất là thoáng tay luôn. Mẫu em đang cầm trên tay là nặng là tầm khoảng là 2 chỉ mấy cho đến 3 chỉ nha. Đó, quá xinh, quá tuyệt vời luôn mấy tình yêu. Nhanh tay chụp màn hình lại giùm mẹ cho em gái một cái nha. Đó. Rồi tiếp tục. Đây, siêu phẩm. Nhẫn giả dạng ý nè mấy anh chị, đó quá đẹp luôn mấy anh chị, phương tắm luôn, quá xinh luôn mấy anh chị. Mẫu em đang cầm trên tay nặng là tầm khoảng là 3 chỉ mấy cho đến 4 chỉ một nhẫn, 3 chỉ mấy 4 chỉ nha mấy anh chị nha, quá xinh quá tuyệt vời luôn. Rồi tiếp tục, tình yêu nào thích mẫu nào nhanh tay chụp màn hình lại mẫu đó giùm em, rồi gửi qua bên trang fanpage tiệm vàng Kim Thảo Tân Hương, sẽ có nhân viên tư vấn liền tay cho mấy anh chị yêu nha. Rồi đây tiếp tục ha, đây nhẫn hột trắng nha, lại là nhẫn hột trắng. Hôm nay em về được hai lô nhẫn nam hột trắng nha, cực kỳ đẹp luôn nha, cho mấy anh trai của em nha. Mẫu này là nặng tầm khoảng là 1 chỉ mấy cho đến là 2 chỉ, 2,5 chỉ nha mấy anh chị, quá xinh luôn mấy tình yêu. Nhanh tay chụp màn hình lại giùm em gái nha. Rồi tiếp tục em sẽ lên thêm một lô bông nữa nha mấy anh chị. Đây em có đôi bông mặt trăng ở dưới là toàn trang đời tôi nha mấy anh chị nha. Đó, hàng này là hàng đích đẩy luôn, quá xinh luôn mấy anh chị, quá xinh luôn. Mẫu này là tầm khoảng là 1 chỉ một đôi nha. Rồi em còn một lô dây nữa nè mấy chị, một lô dây nữa nè. Trời quá sáng luôn, sáng lấp lánh long lanh luôn mấy tình yêu ơi. Nhanh chân ghé đến tiệm vàng Kim Thảo để tậu cho mình và người thân những cái sản phẩm vừa mới vừa đẹp vừa độc lạ luôn nha mấy anh chị nha. Rồi mấy anh chị ơi, đến đây là em xin kết thúc cái video này nha. Rồi em xin chân thành cảm ơn mấy anh chị, cô dì, chú bác đã quan tâm và theo dõi video nha. Mấy anh chị lưu ý giùm em á, là bên em chỉ có một số tài khoản duy nhất thôi nha. Số tài khoản là 25391629 ngân hàng ACB nha. Chủ tài khoản tên là Trần Thị Minh Châu nha mấy tình yêu. Trước khi mình chuyển khoản bên em, mình nhớ ép qua Zalo gọi điện thoại video để xác nhận tiền với lại cô chủ rồi mình hãy chuyển khoản nha, để tránh những cái trường hợp mình bị lừa đảo nha mấy anh chị. Rồi, đến đây là em xin kết thúc video này nha. Em xin chân thành cảm ơn anh chị, cô dì, chú bác rất là nhiều luôn là đã xem và theo dõi video này nha. Hẹn và gặp lại anh chị, cô dì, chú bác những cái video sau nha.